пусто. Если бы один на один пусковой цикл. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, Mỹ và đồng minh tin rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái của Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của nước này nhằm vào các mục tiêu quân sự và chính phủ ở Israel. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, chúng tôi vẫn coi mối đe dọa của Iran là thực tế và hiện hữu. Chúng tôi đang theo dõi tình hình rất chặt chẽ. Mỹ sẽ bảo đảm Israel có mọi thứ họ cần và duy trì khả năng tự bảo vệ bản thân. Quan chức Nhà Trắng không đề cập thông tin cho rằng Tehran có thể tấn công trả đũa Tel Aviv trong vòng 24 đến 48 giờ tới, đồng thời từ chối bình luận liệu Mỹ có sẵn sàng đánh chặn tên lửa Iran nhắm vào Israel hay không. Đồng thời nói thêm, Mỹ cũng kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng triển khai tại khu vực nhằm bảo đảm chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Giới chức Iran và Israel chưa bình luận về thông tin trên. Wall Street Journal dẫn nguồn tin giấu tên am hiểu tình hình cho biết Iran có thể phát động cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào miền Bắc hoặc miền Nam Israel. Tuy nhiên, một nguồn tin khác nói rằng Tehran đang thảo luận kế hoạch tập kích và chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Mỹ và đồng minh vẫn luôn tin rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái của Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của nước này nhằm vào các mục tiêu quân sự và chính phủ ở Israel sắp xảy ra. Trong tình hình đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho Israel trước những mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm. Trong khi đó, Israel cho biết đã sẵn sàng trước cuộc tấn công của Iran và nếu Iran tấn công vào lãnh thổ của Israel, nước này cũng sẽ đáp trả bằng cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran. Cơ quan đại diện ngoại giao của Israel ở nước ngoài cũng được coi là mục tiêu cho các cuộc tấn công tiềm tàng. Israel đã đóng cửa hàng chục đại sứ quán, lãnh sự quán của nước này trên khắp thế giới. Trước đó, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei một lần nữa tuyên bố sẽ trả đũa Israel vì cuộc tấn công vào khu phức hợp đại sứ quán Iran tại Syria, đồng thời chỉ trích các nước phương Tây đã ủng hộ Israel. Dư luận quốc tế đã đặt ra lo ngại một cuộc tấn công trực tiếp của Iran vào lãnh thổ Israel sẽ làm gia tăng sự đối nghịch một cách nghiêm trọng, có thể khiến xung đột lan rộng tại khu vực, kéo theo những hệ lụy phức tạp. Iran liên tục thề sẽ trả đũa vụ không kích của Israel hồi đầu tháng vào khu lãnh sự quán của nước này ở Damas, khiến một tướng lĩnh cấp cao và 6 sĩ quan quân đội khác của Iran thiệt mạng. Trong một cuộc phỏng vấn với trang tin Al-Mayadeen của Liban, tư lệnh Hải quân Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, IRGC, chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri đã đề xuất thành lập một lực lượng Hồi giáo thống nhất, bao gồm quân đội từ các quốc gia Hồi giáo để đối đầu với Israel. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng cho biết Israel phải bị trừng phạt và sẽ là như vậy. Phía Israel tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào từ Iran. Bộ trưởng Ngoại giao Israel, Israel Katz cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng nếu Iran tấn công từ lãnh thổ của mình, Israel sẽ đáp trả và tấn công vào Iran. Tờ Financial Times dẫn nguồn thạo tin cho hay, Washington đã thông báo cho các đồng minh rằng sự trả đũa của Iran có thể sắp xảy ra. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters của Anh, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian đã gửi thông điệp tới Mỹ trong chuyến thăm cuối tuần trước tới Oman rằng Iran sẽ đáp trả cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán ở Syria theo cách nhằm tránh căng thẳng gia tăng và Tehran không hành động vội vàng. Theo Reuters, Tehran cũng tìm kiếm sự đảm bảo. Mỹ sẽ không can dự vào trường hợp Iran tấn công có kiểm soát vào Israel, một yêu cầu mà phía Washington đã từ chối, các nguồn tin chia sẻ. Trong khi đó, Financial Times đưa tin Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc và các nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út thúc giục Iran không tiến hành một cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel vì cuộc không kích vào lãnh sự quán Iran ở Syria. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã trao đổi với những người đồng cấp, bao gồm cả Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong tuần này, trong bối cảnh Washington ngày càng lo ngại về một cuộc tấn công sắp xảy ra của Iran. Các chính phủ phương Tây và Ả Rập khác cũng đang tìm cách thuyết phục Iran kiềm chế. Chính quyền Mỹ trong những tháng gần đây đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc gây ảnh hưởng tới Tehran, bao gồm cả việc kiềm chế lực lượng Houthi tấn công vào các tàu ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết họ không thấy bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc đã làm bất cứ điều gì để gây áp lực tới Iran. Trong bối cảnh mối đe dọa về một cuộc tấn công của Iran vào Israel ngày càng tăng, nhiều nước, bao gồm Pháp, Ấn Độ, Nga, Ba Lan và Anh đã cảnh báo công dân không nên đến khu vực Trung Đông, theo kênh Al Jazeera. Thông báo trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter,
Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp khuyến cáo công dân không nên đi du lịch đến Iran, Liban, Israel và Palestine. Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp cũng cho biết người thân của các nhà ngoại giao Pháp ở Iran sẽ trở về nước và các quan chức Pháp hiện bị cấm thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào ở các quốc gia được đề cập trên. Bộ Ngoại giao Anh yêu cầu công dân không đi đến Israel và Palestine vì khả năng xảy ra một cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel từ Iran. Bộ Ngoại giao Nga cũng khuyến cáo công dân hạn chế đi du lịch đến khu vực, nhấn mạnh những rủi ro an ninh ở Israel, Liban và Palestine. Bộ Ngoại giao Ba Lan cũng khuyến cáo công dân không nên đi du lịch tới Israel, Palestine và Liban. Bộ Ngoại giao Ba Lan lưu ý, không thể loại trừ khả năng sẽ có sự gia tăng đột ngột của các hoạt động quân sự. Điều này sẽ gây khó khăn đáng kể cho việc rời khỏi ba quốc gia này. Bộ Ngoại giao Ấn Độ kêu gọi công dân không đến Iran và Israel cho đến khi có thông báo mới do tình hình hiện tại trong khu vực. New Delhi khuyến nghị công dân Ấn Độ đang ở hai nước này nên tuân thủ các biện pháp phòng ngừa tối đa về sự an toàn và hạn chế di chuyển ở mức tối thiểu. Nhóm vũ trang Hezbollah hôm 12 tháng 4 thông báo phóng hàng chục quả đạn pháo phản lực rocket nhằm vào hàng loạt trận địa pháo của đối phương, khẳng định đây là động thái trả đũa những vụ không kích của Israel nhằm vào các ngôi làng và nhà dân ở miền nam Liban. Bộ Quốc phòng Israel sau đó thông báo lực lượng phòng không phát hiện 40 quả rocket bay qua biên giới và đánh chặn một số trong đó, cùng hai máy bay không người lái UAV mang chất nổ. Tuy nhiên, không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận. Video đăng trên mạng xã hội cho thấy hệ thống phòng không Iron Dome vòng sắt được kích hoạt để chặn rocket của Hezbollah. Theo đánh giá, vụ phóng rocket vào đêm 12 tháng 4 dường như là cuộc tập kích đơn lẻ. Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự phương Tây cảnh báo đó cũng có thể là đòn mở đầu cho chiến dịch tấn công lớn chưa từng thấy của Tehran nhằm vào Tel Aviv để trả đũa vụ tấn công khu sứ quán Iran tại Syria hôm 1 tháng 4. Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng các nước Mỹ, Đức và Anh đã kêu gọi Iran kiềm chế, nhấn mạnh nguy cơ xung đột lan rộng nếu một trong hai bên không thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng. Theo Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, sau cuộc tấn công của Israel vào khu vực tòa nhà lãnh sự Iran ở Syria, Đức đã khẳng định lập trường cho rằng các cơ quan ngoại giao cần được hưởng quyền miễn trừ hoàn toàn. Ngoại trưởng Anh Cameron cũng kêu gọi Iran kiềm chế, nhấn mạnh nguy cơ xung đột lan rộng nếu một trong hai bên không thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và những người đồng cấp khác sử dụng ảnh hưởng để ngăn cản Iran tấn công Israel. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết ông Blinken đã điện đàm với những người đồng cấp Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và châu Âu vài ngày trước để làm rõ rằng căng thẳng không có lợi cho bất kỳ ai và các nước nên kêu gọi Iran không gia tăng căng thẳng. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Iran và Israel vẫn đang rất căng thẳng. Ngày 11 tháng 4, Tư lệnh Hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, chuẩn đô đốc Ali Reza Tangsiri đã đề xuất thành lập lực lượng Hồi giáo thống nhất, bao gồm quân đội từ các quốc gia Hồi giáo trong bối cảnh căng thẳng hiện nay ở Trung Đông có nguy cơ gia tăng. Bên cạnh đó, ông khẳng định sẽ đáp trả Israel sau hành động không kích tòa nhà lãnh sự thuộc Đại sứ quán Iran tại thủ đô Damas của Syria. Về phần mình, trong cuộc thảo luận với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công trực tiếp nào của Iran vào lãnh thổ Israel đều sẽ nhận lại hành động đáp trả tương xứng từ quốc gia Do Thái này. Văn phòng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel cũng đã ra thông cáo dẫn lời ông Gallant nhấn mạnh Israel sẽ không chấp nhận cuộc tấn công của Iran vào lãnh thổ Israel, đồng thời Israel cam kết đảm bảo an toàn cho công dân. Tờ báo Mỹ Washington Post đưa ra nhận định Iran đã làm giàu lượng uranium đủ để tạo ra ba quả bom hạt nhân và theo họ, Tehran sẽ mất khoảng 2 năm để tạo ra đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để có thể lắp trên tên lửa. Tờ Washington Post nhấn mạnh nhà máy làm dầu Fordo được bảo vệ chặt chẽ đã sản xuất ra một lượng uranium làm dầu có hàm lượng đáng kể, chỉ thấp hơn một chút so với cấp độ vũ khí. Độ tin cậy của thông tin do tờ báo Mỹ công bố là cực kỳ khó kiểm chứng. Vì những lý do rõ ràng, Tehran sẽ không đưa ra bất cứ lời bình luận nào về tiến độ chương trình hạt nhân của mình. Điều đáng chú ý nữa là một bài báo về khả năng tạo ra bom hạt nhân hoàn chỉnh của Iran đã xuất hiện ngay gần đây, khi có nguy cơ sắp xảy ra một cuộc tấn công của Tehran nhằm vào Israel. Điều không chỉ khiến Tel Aviv mà cả Washington cảm thấy lo ngại. Hồi cuối năm ngoái, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã công bố báo cáo về hoạt động hạt nhân của Iran, trong đó cho rằng nước này đang làm dầu urani ở mức tinh khiết lên đến 60% tại hai cơ sở hạt nhân Natanz và Fordo. Con số này thấp hơn mức 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân,
song lại cao hơn nhiều so với mức giới hạn 3,67% mà Iran cam kết trong thỏa thuận với nhóm P5+1 ký kết năm 2015. Mỹ, Pháp, Đức và Anh đã đồng loạt ra tuyên bố chung lên án động thái của Iran và cho rằng điều này làm leo thang chương trình hạt nhân của Iran. Tuyên bố chung nhấn mạnh việc sản xuất urani làm giàu ở mức cao của Iran không phục vụ mục đích dân sự và việc sản xuất urani ở Natanz và Fordo gia tăng các rủi ro về phổ biến vũ khí hạt nhân. Theo tuyên bố chung, Iran không có thiện chí giảm leo thang và có hành vi liều lĩnh trong bối cảnh căng thẳng khu vực. Mỹ cùng các đồng minh châu Âu kêu gọi Iran đảo ngược ngay các bước đang thực hiện và xuống thang chương trình hạt nhân của mình. Các nước cũng nhấn mạnh Iran phải hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế để cơ quan này đưa ra được đảm bảo chương trình hạt nhân của Iran hoàn toàn vì mục đích hòa bình, đồng thời tái chỉ định các thanh sát viên bị đình chỉ hồi tháng 9 năm 2023. Mỹ, Pháp, Đức và Anh tiếp tục cam kết đối với một giải pháp ngoại giao và tái khẳng định quyết tâm rằng Iran sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân.